Xin kính chào quý vị và quý cư dân. Chào mừng quý vị và quý cư dân đến với bản tin đô thị số 39 của Ban Quản lý Tòa nhà TMC. Kính thưa quý vị và quý cư dân, ngay từ những ngày đầu tháng 10, nhà thầu công ty cổ phần điện nước số 2 đã kết hợp với Ban Quản lý Tòa nhà PMC đi kiểm tra và kết nối thiết bị báo cháy tại các căn hộ có cư dân mua để sinh sống tại đây. Trong một tháng vừa qua, nhà thầu cùng với sự hỗ trợ của Ban Quản lý đã kết nối hoàn thành 126 căn hộ của cư dân tại cả 4 tháp. Và từ đầu tháng 11, nhà thầu công ty cổ phần điện nước số 2 tiến hành kết nối 62 căn hộ dịch vụ cho khách nước ngoài thuê ISN. Mỗi ngày, nhà thầu sẽ tiến hành đi lắp đặt từ 7 đến 8 căn hộ. Trong đó, các căn hộ sẽ lắp đặt cách nhau từ 30 đến 45 phút. Thời gian lắp đặt là từ 8 giờ sáng đến 11 giờ 30 phút sáng và chiều là từ 2 giờ đến 5 giờ cho các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7. Hàng tháng, nhà thầu công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và giải pháp Lam Giang định kỳ 2 lần một tháng tiến hành đi phun thuốc diệt côn trùng ở ngoài hành lang, bụ cây ngoài sảnh, ngoại cảnh, lô gia và trong các căn hộ. Tại Dolphin Plaza đã xuất hiện kiến ba khoang ở ngoài hành lang và cả trong căn hộ. Với sự vào cuộc quyết liệt, Ban Quản lý Tòa nhà PMC đã cùng nhà thầu công ty Lam Giang đi phun côn trùng ở ngoài hành lang các tầng và trong các căn hộ mà cư dân yêu cầu, các căn hộ cho thuê ISN. Trong các căn hộ thì sẽ phun thuốc tại lan can, phòng ngủ, chậu cây, các khe cửa và các ngóc ngách nơi các loài côn trùng có thể dễ dàng chui vào. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và quý cư dân. Xin chào và hẹn gặp lại tại bản tin tiếp theo.